Bài viết trong nhóm của mình. Đầu tiên là chúng ta vào nhóm. Ví dụ vào nhóm là chất giọng thôi miên. Đây có một nhóm rất là hay của cô Kala đây. Các bạn nào mà chưa từng được học cách để có một chất giọng thôi miên cho con, cũng như là chất giọng để có thể thôi miên trong bán hàng, thì vào nhóm học là chất giọng thôi miên cho con. Tìm trên Facebook nha, chất giọng thôi miên cho con. Nó tìm nhóm đây này, chất giọng thôi miên cho con, kích vào. Bây giờ ví dụ các bạn muốn share một cái bài viết, ví dụ bài viết điểm danh này đi, thì nó không hiện ra nút share ở đây đúng không? Mà nút share nó, chúng ta sẽ share bằng cách này này. Kích vào nút 3 chấm đây này. Đây 3 chấm đây này. Đó. Xong kích vào nút lưu bài viết. Đó. Sau đó xem các mục. Sau đó chúng ta đã kích vào nút 3 chấm đây này. 3 chấm này. Sau đó sao chép liên kết. Đó. Thì chúng ta sẽ có link của bài viết đấy. Ok. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Và nếu bạn thấy video này hay thì hãy comment và subscribe kênh YouTube của Thế Dự.